Sau đây, truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch nước Lương Cường. Họ và tên Lương Cường. Ngày tháng năm sinh 15 tháng 8 năm 1957. Quê quán phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Lý luận chính trị, cao cấp ngay vào Đảng tháng 7 năm 1978. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 2 năm 1975 tham gia quân đội. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, Phó Tư lệnh về chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng tháng 2 năm 2006. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, tháng 1 năm 2011, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng tháng 8 năm 2009. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Thượng tướng tháng 12 năm 2014. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đại tướng tháng 1 năm 2019. Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tháng 5 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.